chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Được sự phân công của ban chấp hành đoàn trường và sự sát sao của cô giáo chủ nhiệm, cùng với đó là sự cống hiến hết mình của chi đoàn 11A1. Ngày hôm nay, chi đoàn chúng em vô cùng vinh dự mang đến cho các thầy cô và toàn thể đoàn viên thanh niên với chuyên đề với chủ đề An toàn giao thông và thông điệp chậm lại vài giây hơn gây tai nạn. Thay mặt chi đoàn, em xin được gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu, các thầy cô giáo bộ môn và cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thu Duyên đã tạo điều kiện và đồng hành giúp đỡ chúng em để chúng em có được một buổi chuyên đề thành công ngoài mong đợi. Thay mặt chi đoàn 11A1, em xin trân trọng kính mời thầy Vũ Đình Hà, hiệu trưởng nhà trường, đại diện ban giám hiệu nhà trường, thầy Vương Văn Thủy, bí thư đoàn trường, thầy Vũ Văn Tân, phó bí thư đoàn trường, cô Giang Thị Kim Anh, phó hiệu trưởng nhà trường, đại diện ban giám hiệu nhà trường lên nhận những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của tập thể chi đoàn chúng em gửi đến các thầy cô. Em xin kính mời. Để bắt đầu chuyên đề, em xin mời các thầy cô và các bạn hướng lên sân khấu cùng thưởng thức tiết mục vô cùng đặc sắc và sôi động đến từ các bạn nam của chi đoàn 11A1 thực hiện. Hey yo, Master, let's turn this shit up. Yeah, this one goes out to all the contacting around the world. Hands up now. Đủ lớn để học, phải đủ lớn để hiểu, đủ sức chia tay cả xin tiền thì phải được tự trọng, không dùng tiền đó mua xây dựng. Hãy để tâm hồn là thánh đường, đừng biến nó thành cái sở thú. Để bao nhiêu bạn bè hay bao nhiêu vật chất thì cuộc đời của mày nó cũng sẽ không bao giờ đủ. Ai là con trai cứng giữa tay? I'm gonna make you happy.
đầu. Mẹ xưa đây. Anh kia, làm bài tập cho tao chưa? Thì bây giờ tao mới làm đấy. Bây giờ mình mới làm à? Hả? Bây giờ làm bao xong? Tính nào thôi? Hả? Ý bài tập không làm. Thế còn bài tập của tao? Bài tập của mày á? Việc của mày, ok. Bây giờ này, chứ khi vào giờ, làm nó xong đi. Không xong nhá, ăn đòn đấy. Thấy chưa? Đây, tao biết rồi. Nhớ đấy. Cẩn thận bọn tao ấy. Các bạn đứng. Mời cả lớp ngồi. Tiết trước thì cô có nhắc các em đóng tiền học rồi. Hôm nay bạn nào đem tiền học đem lên đóng cho cô đi. À, đưa đóng hộ à? Đóng hộ này, cô ok. Con gửi cô ạ. Nhớ giữ tiền thừa đấy. Dạ cô, con nộp tiền với ạ. Lớp mình có bạn nào chưa đóng tiền học đứng lên cho cô xem nào. Nhìn gì nữa? À, thế lại là lớp trưởng à? Chán. Ôi ôi, đã nghèo còn là lớp trưởng à? Nghỉ học đấy. Nghỉ học mà không có tiền, nghỉ học cái gì á. Đại Dương, tại sao em chưa đóng tiền học? Dạ, em thưa cô, do này em quên không mang tiền. Thôi rồi, cuối giờ em phải lại gặp cô. Ôi ôi, tưởng lớp trưởng oai lắm rồi. Có tí tiền học. Ra với thằng nghèo, không có tiền. Lớp này toang rồi. Chưa hấp hứt. Các bạn đứng. Mời cả lớp nghỉ. Về đây. Về đây. Mãi mới được về. Đại Dương, tại sao em chưa đóng tiền học? Em thưa cô thì cũng do một phần là hoàn cảnh gia đình nhà em nghèo khó, cho nên là cô cho em nợ tiền học thêm mấy hôm nữa được không ạ? Thôi rồi, cô sẽ cố gắng hết sức tạo điều kiện cho em. Em cảm ơn cô. Gốc xà đá như cũ. Alo à, alo bạn à? Ờ tôi đây. Bạn đang ở đâu đấy? Tôi vừa đi học về xong, bạn không đi học à? Thế sao mày gì tầm này? Thế mà sao hôm nay về muộn thế? Đi đâu à? Tôi vừa học tí chuyện mà. Bạn đang đâu ấy? Tôi đang ở quán nước ngay cạnh U. Bạn ra ngay đi nhá. Có okay. Chuyện gì ra kể luôn đi. Ok ok, 5 phút nữa ra nhá. Này, ra ngay nhá. Bạn vụ đùa đấy nhá. Ra đi, rồi. Ok. Trời nóng u nhỉ. Nóng hết người. Ok, thằng Vũ nhớ. Đây, 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 đây. Đấy, chào. Cô đi, cô đi. Còn ghế không nhỉ? Đủ ghế không? U cho anh xin mấy ghế. Mày cứ tự giác lấy ghế cho U nhá. Uống gì gọi đi, U lấy cho. Này, cái để nước thôi. Thế hôm nay có chuyện gì mà về muộn thế? À, vụ Dương mà nó cứ thiếu tiền học mãi mà. Dương à? Ờ, thế mà nghe nói hôm trước chúng mày đi đua thế như nào? À, rồi, hôm trước thằng Đăng đi đứng kiểu gì mấy hôm nay không ăn được. Nghỉ đi, nghỉ hưu đi, vừa ấy. Này này, mà đừng có nói rồi á. Thật gà thôi. Nhá. À, rồi, tuổi mày đùa gì
solo à? Là trưởng vào đây ngồi, trưởng. Bao đi, đứng lên. U cho xin mình ghế. Vào đây, ngồi luôn vào đây đi. Mày. Chào chào trẻ nha. Bác đã ở trường làm gì mà lâu về thế? Thì tao xin cô cho nợ tiền học thêm mấy hôm nữa thôi mà. Lại thiếu tiền học à? Thế tao bảo này, đùa quá ấy, đi đua bọn tao một đêm thôi đủ tiền gỡ nợ hết, ok đi không? Nhưng mà tao không biết đua đâu. Nhường nhị cái gì? Thế cậu không biết đùa? Không không. Thế thì gặp tớ là đúng rồi đấy. Đi với tớ một hôm thôi thành idol luôn nhá. Bây giờ như này, tớ bắn với cậu tí tài khoản về đổ xăng, tối là phải rực rỡ với tớ nhá. Nhưng mà tao vẫn sợ lắm. Này, sợ cái gì? Hai thằng ôn vừa nãy kìa, có biết đua đâu. Vẫn đi suốt hay cái gì? Đi là biết liền mà. Đấy đi đi, hai này đua ngu lắm, nó vẫn đi ấy, sao đâu. Này này, đường tình anh thua. Đường đua cũng thế. Ấy từ từ, đường đua anh chấp. Nghe chừng nó bắn nhà hài mà. À gì không? Hay là thôi. Thôi bây giờ tôi nói cho nó là bây giờ như này. Bây giờ tao đưa cho mày số của tao. Nhưng mà tối nay mày đổi ý thì mày gọi cho tao, được không? Đăng đưa số tao cho nó. Tí ra ngoài đưa số, tối đổi ý cứ alo nhá. Thay đổi ý thì nhảy số nhá. Một công đôi việc, trang trải kinh tế. Ừ, suy nghĩ kỹ vào. Nó kia học luôn. Được rồi, thế này, bây giờ chú về nhà tắm rửa, ăn cơm, chăm sóc mẹ. Để rồi tối đi đua bọn anh nhé. Phải nhiệt lên. Rồi vậy chốt vậy nhá. Ui, thanh toán tiền nước còn bây giờ. Chuẩn bị tối nay nhá. Tôi trả tiền nước đi. Con chào mẹ. Chào mẹ. Ờ, giờ về đây hả con? Vâng. Giờ đi ăn cơm. Vâng. Đi học hôm nay mệt không con? Không, vẫn bình thường thôi mẹ. Học hành vẫn tốt đúng không? Vâng. Ăn cơm đi con. Hôm nay nhà ta chỉ có thế này thôi, con chịu khó nhá. Đấy, ăn này vào. Alo, ai đây ạ? Alo, chào chị. Chị có phải là phụ huynh của cháu Dương không ạ? Vâng, là tôi đây ạ. Có chuyện gì vậy cô giáo? Vâng, hiện nay cháu Dương đang nợ nhà trường 3 tháng tiền học. Hôm nay tôi cũng đã nghe được kể về hoàn cảnh của gia đình. Chị cố gắng thu xếp tiền học cho cháu đem đi đóng giúp tôi với. Vâng, tôi sẽ cố gắng thu xếp để gửi cháu sớm nhất cho nhà trường. Cảm ơn cô giáo. Vâng, chào chị. Sao con vừa bảo trên trường không có chuyện gì cơ mà? Thì tại mấy ngày hôm nay mẹ đều bị chậm lương với cả mẹ đều đi làm về muộn nên là con không dám làm phiền đến mẹ. Sao con lại nói thế? Thì cả mấy tháng em mẹ đều chưa nhận được lương rồi. Thế là con sợ. Thì mẹ vẫn đang cố đi làm thêm để kiếm tiền cho con ăn học mà. Hay là thôi mẹ. Hay là con cũng tự đi làm thêm kiếm tiền trả tiền học cho mình cũng được mà. Thôi việc hàng hay của con tính sao? Ôi mẹ yên tâm. Con tự thu xếp được mà. Đâu. Nhưng mà nghe mẹ dặn này. Bố thì bỏ hai mẹ con ta đi sớm. Thế là con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và học hành để sau này mẹ còn có chỗ dựa vào con chứ, con cũng phải có một cuộc sống hạnh phúc, được chưa? Vâng, ăn cơm được mẹ. Thôi ăn đi con.
dọn ra. Thôi, con lên nhà học hành đi, để mẹ dọn cơm nhá. Vâng. Coi như giúp mẹ mày trang trải kinh tế gia đình luôn. Thôi đi đi, nghe tao. Chị em yeah. Giúp mày. Đấy, sao rồi. Đâu. Yeah. Một công đôi việc. Vua à? Alo, ai đây? Chị tao, đại Dương đây. À, Dương à? Thế đổi ý rồi à? Nhưng mà tao vẫn hơi sợ. Ui, không có gì phải sợ cả. Đi với bọn tao chỉ hết cho. Bây giờ nhá, tối nay ra 74 Nguyễn Xiển, đợi bọn tao 11 giờ anh mình đi đua, được chưa? Ừ, thế đi có cần mang mũ bảo hiểm không? Ui, mang mũ bảo hiểm đi cản sức gió, chắn tầm nhìn, đừng có mang, cứ đi đến đây thôi, nhá. Đến nhanh lên, bọn tao đợi mày đấy. Nhưng mà tao cứ mang nhé. Này, bảo không mang là không mang mà. Thế thôi nhá. Ơi, được rồi, chờ tí. Oh,
sẵn sàng chưa? Rồi. 1 2 3 Chào anh. Chào anh. Mời anh xuất trình giấy tờ xe. Em quên rồi. Không mang giấy tờ xe lại còn không đội mũ. Vâ, thì em nãy đi có việc thế là quên cái mũ. Em vội quá, đi luôn, muộn quá rồi. Thế bây giờ mới có 2 giờ sáng không nhỉ? Chơi gì? 2 giờ sáng. Em đi có việc. Thế là ăn uống các thứ vội quá, nó nóng, nó phả lên mặt thế là nó bị đỏ mặt. Trời mới có trời làm gì có nắng ấy, sao mà mặt hai cậu đỏ phừng phừng thế này? Em vừa nói xong anh chả nghe. Thôi. Thôi nó một cột. Em có uống cái gì đâu mà thổi. Không, xin em giác. Rồi thì không có số. Không uống gì sao mà có số. Rồi anh đổi lại. Ok. Trời. Nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Ờ thì em đi uống có một tí. Hôm nay ăn uống thì chúng nó mời. Thế là uống một ít không đủ. Nghĩ anh em. Hai anh tên gì? Em tên Hưng, còn bạn em tên Đăng. Thế này nhá. Các anh đang vi phạm lỗi sau đây. Thứ nhất, không đổi mũ bảo hiểm 200.000. Thứ hai, không có giấy tờ xe và đăng ký xe 1.2. Thứ ba, lái xe quá tốc độ 600.000. Thứ tư, lạng lách đánh võng 5.000.000. Thứ sáu, thứ năm, vượt đèn đỏ 400.000. Và đặc biệt, nồng độ cồn của anh đã vượt quá mức cho phép 7.000.000. Ủa thế thì chết. Tổng cộng là 14.400.000. Anh ơi. Thôi. Em xin sai cho bây giờ. Em là học sinh, không có tiền lấy em đi ăn. Thế bây giờ em phải về với bố với mẹ. Lại là còn học sinh à? Thôi xong thế rồi. Tối. Các đồng chí, ra xe, về ổn. Em xin. Không, chúng tôi không biết. Xin mời anh được chưa? Chết rồi. Rồi, sao đấy? Chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình, chặt trường. Thế là đứt. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đèn thật đấy. Hôm qua đi con xe mới bố vừa tậu cho, đi có một đoạn mà đã bị cơ động nó vỡ. Gà mày ngu được gì nữa. Quên mất, xin lỗi. Say tí bỉ dại còn. Thế mấy ông con hôm nay làm sao mà mặt mũi buồn thiu thế? Hôm qua bị chốt mắt uộn. Mới bị vượt uộn. À đấy, nhắc đến mới nhớ. Idol có lòng tôi. Hôm qua 3 triệu hôm nay có khai anh em không? Vì ở cháy cả đường ra, khét lẹt mà. Thì hôm qua có thì cũng đóng tiền học gần hết rồi. Còn lại một ít thì anh em gọi uống gì tôi báo. Được. Thế mới hay chứ. Đây, uống nước đi. Thế hôm qua chúng mày lại đua ở cái đường gần hầm Kim Liên đúng không? U sao U biết được. U đã bảo đó. Chúng mày rồi, U còn lạ gì chúng mày nữa. U nhắc mãi có chịu nghe đâu, cứ cắm đầu vào đua ở đấy cơ. Thế U biết đường nào mà không có chốt U chỉ con.
U chỉ bọn con. Đường thì U đầy, cơ bản chúng mày phải nghe U. U chắc hôm nay lần này mà bắt là họ ăn cám. Chắc chứ. Bây giờ nhá, U chỉ cho chúng mày một con đường này. Nó là một con đường D đang quy hoạch, vắng lắm. Buổi tối không bóng dáng một thằng cơ động nào cả. Chỉ có mấy bà lao công thôi. Nghe có tin được không anh em? Có tin được không? Tin thế nào được? Phải tin chứ, U to thế này mà chúng mày lại còn không tin U. Thế chúng mày định tin ai? Thôi vô nhá, tin U nốt này luôn đấy. Bắt nữa là lú luôn đấy nhá. Thế bây giờ giỏng tai nghe lên mà nghe U chỉ đây này. Bây giờ chúng mày đi ra ngoài ngõ kia kìa. Chúng mày đi thẳng. Đấy, rồi chúng mày rẽ phải là thấy cái con đường D đấy ngay. Ô thoải mái. Nhưng mà đấy có ai không? U đã bảo là không có ai rồi mà. Chỉ có mấy bà lao công quét rác buổi đêm thôi. Hợp lý nhỉ anh em nhỉ? Thôi, thì U nốt này rồi đấy. Thế Dương tối nay có đua không? Định cầm 3 triệu chạy à? Đấy, cầm 3 triệu xong cuốc à? Thôi, ta sợ mày phát hiện lắm. Gớm, chả thích bỏ sừ à. Đã nghiện còn ngại cái... Tao nghe nói giải này 10 triệu. Cắn đét. Đúng. Lên. Đùa đi. Ngại cái gì nữa. Nốt lần này. Nốt lần này. Nốt đi nhá. Nốt lần này. Nốt. Thái lên. Thôi bây giờ anh em về chuẩn bị bây giờ. Chuẩn bị thôi nhỉ. Tối nay vẫn chưa cũ nhá. Nhớ đây. Trả tiền nước đi. Trả tiền nước đi. Bài này làm nào đấy? Alo mẹ à? Dương à? Con về chưa? Con chưa, con chuẩn bị về thôi. Con về sớm nhá. Hôm nay mẹ làm tăng ca nên sẽ về muộn đấy. Không cần phải mẹ đâu. Vâng, mẹ cứ đi làm đi. Bài chào con nhá. Vâng. Các bạn, cháy ơi, quà nhá. Cháy ơi. 3, 2, 1, bắt đầu.
Tai nạn giao thông vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ, cướp đi sức khỏe, mạng sống của nhiều người. Tai nạn giao thông không chỉ gây ra hậu quả cho nạn nhân mà kéo theo đó nhiều hệ lụy khác. Nhiều gia đình phải lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần, bế tắc. Mỗi ngày trôi qua, có những người mãi mãi ra đi hay bị tàn tật, sống đời thực vật chỉ vì tai nạn giao thông. Những tiếng trẻ khóc cha, vợ khóc chồng và người đầu bạc tiễn người đầu xanh làm chúng ta nhói lòng. Cứ thế, nỗi đau mang tên tai nạn giao thông cứ âm ỉ, kéo dài, trở thành nỗi ám ảnh của mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông. Ôi, nãy hồi thế. Ôi, ra thằng này ở đâu? Nãy nó hôi lắm. Này á, thương này là gì? Thích cái gì á? Thôi mày đừng cái á, văn vở ý thôi. Nãy hồi thế ai thế được? Dẹp dẹp. Cãi nhau này, thằng này làm sao nữa? Thích cãi nhau không? Đánh nhau hả? Thằng này làm sao nữa? Đánh nhau này, ơ hai cái thằng này. Mặt dày đi, đánh thế không ngã. Này nha. Thế có chuyện gì màu nào thế hả? Ai rồi, Nam Tảo à? Ông xem hai thằng nhói như nào chứ? Diễn thì không chịu diễn, mai là phải xuống hạ giới này. Lại cãi nhau à? Tại nó. Cái gì cơ? Mày hôn anh à? Hả? À? Diễn thì chịu tí làm sao đâu. Nhưng mà hôn không chịu được ấy. Chắc thẳng thế. Mày vào. Hả? Mày vào. Đi ra xuống. Này, có chuyện gì mà lộn xộn thế? Là Ngọc Hoàng Phan Tuế, Phan Tuế à. Nam Tào trình bày cho ta xem nào. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, ngày mai là ngày xuống dưới hạ giới để tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho người dân dưới hạ giới rồi. Vậy mà bây giờ đây, hai tên này không chịu diễn mà còn đứng cãi nhau và đánh nhau ong sòm lên đấy ạ. Cũng tại hai người đấy, hiểu chưa? Thôi thôi bắt đầu. Dạ. Bình tĩnh nhắc nhở chúng nó thôi. Dạ vâng ạ. Còn hai người nữa, mai đó là ngày xuống hạ giới để tuyên truyền rồi mà hai người bây giờ tập như này thì sao mà kịp được? Các người có biết tại sao tao giao nhiệm vụ ấy cho các người hay không? Dạ. Gọi tất cả các táo lên đây cho ta. Các táo đâu? Vào Ngọc Hoàng gọi. Các người có biết không? Dưới hạ giới, trong những năm gần đây, tình hình an toàn giao thông đang diễn biến vô cùng phức tạp và khôn lường. Ý thức của người tham gia giao thông ngày càng kém. Bên cạnh đó, số vụ tai nạn đang là một con số đáng giật mình. Và đặc biệt hơn, số người tai nạn còn kinh khủng hơn khi uống rượu bia, khi lái xe vượt quá tốc độ quy định và úp vỉa, lạng lách đánh võng, quan trọng nhất là bốc đầu. Và phần lớn những người đối tượng mà phần lớn đối tượng vi phạm là đối tượng đang là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy đã giao nhiệm vụ cho các ngươi để tuyên truyền luật an toàn giao thông dưới hạ giới về tác hại nghiêm trọng và hậu quả khôn lường. Các ngươi đã hiểu chưa? Dạ. Nam Tào, thế việc thực hiện đã đến đâu rồi? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, việc thực hiện đã xong xuôi hết rồi ạ. Bắt đầu còn tiết mục nào nữa? Dạ, muôn thâu Ngọc Hoàng ạ. Dạ, sau đây thần xin gửi đến Ngọc Hoàng một tiết mục đến từ các mỹ nữ của cung đình mình. Úi dồi ôi, của mỹ nữ à? Thế thì phải chuyển nhanh thôi. Dạ. Nào xuống nào, bắt đầu bay lắc cùng Ngọc Hoàng nhá. Các em đâu? Vào. Thank you.
tai nạn giao thông chủ yếu bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân bao gồm cả khách quan và chủ quan như phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia, chất kích thích. Khi tham gia giao thông, chỉ một chút lơ là cảnh giác, bất chấp quy định, luật lệ khi tham gia giao thông để số cướp đi hàng nghìn mạng người, hàng vạn ước mơ về một khát vọng tương lai tươi đẹp. Ngoài gây ra cái chết tức thì, tai nạn giao thông còn để lại những hậu quả âm ỉ, cái chết từ từ, đau đớn về thể xác, tinh thần, những nỗi đau, mất mát này không chỉ riêng cho bản thân người bị nạn mà còn dẫn đến những khó khăn cho cả người thân, gia đình, kinh tế thì bị kiệt quệ. Để làm sôi động bầu không khí ngày hôm nay, mời các thầy cô và các bạn cùng hướng lên sân khấu tiếp mục nhảy tập thể Better Now của chi đoàn 11A1. Quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, kể từ những việc nhỏ nhất,
mỗi chúng ta hãy cùng nhau đóng góp và xây dựng một xã hội an toàn, giàu đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Và đến đây, chuyên đề của chi đoàn chúng em xin được phép kết thúc. Xin cảm ơn sự hiện diện của các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh trong buổi chuyên đề của chi đoàn chúng em. Xin chúc các thầy cô sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Động lực em sẽ còn anh em nghĩ như được. Một lần nữa xin các thầy cô cùng tất cả các em hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa dành cho chuyên đề của lớp 11A1 cho buổi chiều ngày hôm nay, với một chuyên đề phải nói rằng rất là thành công và là có rất nhiều điều ý nghĩa và tiếng cười của tất cả các bạn học sinh. Thay mặt cho ban chấp hành đoàn trường xin được cảm ơn tập thể lớp 11A1, cô giáo chủ nhiệm lớp và ban phụ huynh lớp đã thực hiện buổi chuyên đề ngoại khóa về an toàn giao thông. Xin được cảm ơn tất cả các thầy cô cùng tất cả các em học sinh đã đón xem buổi chuyên đề ngày hôm nay. Buổi chuyên đề đến đây là kết thúc. Mời các thầy cô và các em lên lớp. Cảm ơn ạ.